Để tôi hỏi bạn một câu nhé. Bạn đã bao giờ cảm thấy sợ khi chơi Minecraft một mình vào ban đêm? Bạn đã bao giờ nghe thấy tiếng TNT kích nổ dù rằng chơi đơn và không có bất cứ ai? Đoạn băng của tôi bắt đầu kể từ lúc tôi tham gia Overworld này. Tôi chọn hạt giống ngẫu nhiên và tôi đã bắt gặp kim tự tháp ngay sau khi thế giới được tải lên. Nhưng trước khi tiến vào bên trong, tôi đã chặt cây rồi làm cho mình một cái rìu, một cái cúp. Bạn biết nó thật sự giúp ích mà. Bạn rõ tôi sẽ làm gì tiếp theo chứ? I'm going to down here. Nhưng chớp mắt, tôi thật sự không nhận ra. Nó quá tối để quan sát lúc này. Tôi dự định chế tạo ra ngọn đuốc để rồi quay lại nơi đây, thì bất chợt trời bỗng tối một cách khó hiểu. It's really dark all of a sudden. Oh. Huh? How is it dark already? Tôi nhận ra có chuyện gì đó hơi sai sai ở Overworld này. Cơ mà tôi mặc kệ và nhanh chóng làm ra những ngọn đuốc. Có lẽ tôi đã mắc kẹt tại nơi đây. Không có giường, tôi không thể ngủ qua ngày được. Bọn quái vật sẽ tìm đến tôi. Tôi đã dùng khói đất để lấp đi lối vào. Tôi có cảm giác sợ hãi hơn bình thường. Những lúc tôi chơi trước đây, tôi đã từng rất vui. 20 phút sau, bằng một cách thần kỳ nào đó, trời vẫn chưa sáng và cơn giông bắt đầu kéo đến. Tôi thấy lạnh ở vùng sau gáy, sống lưng tôi cũng vậy. Không lẽ nào tôi sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi sao? Tựa game tôi chơi bị gì thế này? Ngay bây giờ, tôi chỉ mong mọi thứ dừng lại, ổn thỏa để tôi tiếp tục sinh tồn. There's a spider out there. Husk. Why won't it become day? I've just been stuck down here this whole time. Just peek out here. Tôi nhận ra mình đã quay lại màn hình từ lúc đầu. Tôi thề rằng tôi sẽ gửi đoạn băng này cho Mojang để họ xử lý. Phải chăng đây là lỗi game mới? Cơ mà tôi đang rất sợ thì bất chợt. So weird. Wait a minute. What was that? What? Oh my gosh. Oh my gosh. How are there so many zombies? Shoot, shoot, shoot. Oh, gotta get out, get out. Oh. Shoot! Oh my gosh! Oh my gosh! Look at all those zombies! How'd they all hàng loạt con zombie đã tràn vào bên trong. Nhưng bằng thứ quái gì cơ chứ? Tiếng kích nổ TNT, tôi đã nghe thấy nó. Nhưng mà tôi chơi một mình. Vì nỗi sợ hãi cao trào, tôi đã thoát game. Ngày hôm sau, khi đã trấn an bản thân, tôi quyết định trở lại trò chơi. Thì... been a day and we're joining. Huh? Nếu mà muốn trời sáng, hãy đi theo biển báo. Những cái bảng liên tiếp được trải khắp nơi theo một quỹ đạo thẳng, làm cách quái nào cơ chứ? Điều này chưa bao giờ diễn ra trong Minecraft. Cảm giác bất an trong tôi lại trỗi dậy. Tôi ngước nhìn về sau và tò mò đi đến biển thứ hai. Nói này, dẫu biết điều này thật sự ma quái và nguy hiểm, nhưng tôi vẫn tiếp tục đi. Nói này, có lẽ đó là một thông điệp ngầm mà tôi không biết nữa. Đi tiếp đi. Có vẻ như nó không dừng lại và cố gắng dẫn tôi đến đâu đó. Đừng dừng lại. Hãy nhìn ra sao mày. Tôi ngay lập tức bị nó hù dọa. Tôi chậm rãi quan sát nhưng chẳng thấy ai cả. Thì... someone's following me. There's nobody there. Mày không nên tin những chiếc bảng. Oh! How did that happen? Shoot, how did that happen? Oh my gosh. There's the first sign. But I wonder if anything was following me. Oh! Oh, what's happening? Oh my gosh, what's happening? Oh, shoot, 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 what the heck? My screen was totally glitching when I looked at that thing. That looked like Steve, but he was really dark. Trong vô thức, tôi đã di chuyển về phía kim tự tháp lúc này. Dù rằng tôi không cố tình tìm ra nó, tôi bắt tay tiến vào bên trong. Nhưng ở cửa chính, tôi đã nhớ rằng nó đã bị ai đó kích nổ và đàn zombie đã tràn vào bên trong. Nhưng giờ đây, nó lại lành lặn như chưa từng có chuyện gì đã diễn ra. Cái quái gì vậy? Không còn cách nào khác, tôi sẽ vào bên trong để trú ẩn tạm thời vậy. I don't know if I want to go in. Or I don't know if I want to go out. 10 phút sau, nó vẫn mưa, trời vẫn tối và không có dấu hiệu của sự dừng lại.
Tôi quyết định tiến ra bên ngoài để quan sát thì... There's no guarantee. Oh! Oh shoot! Oh get out, get out! Oh, I can't see! What just happened? Oh my gosh. Tôi đã bị văng game khi tiếp xúc Darksteep quá lâu. Tôi có ý định quay trở lại trò chơi, nhưng có vẻ Darksteep vẫn còn tồn tại ở đó. Tôi không biết nữa, tôi sợ rằng nó sẽ xâm nhập vào thế giới khác của tôi. Tôi thề rằng mình sẽ ngừng chơi Minecraft cho đến bản cập nhật tiếp theo vậy. Ok, vậy là chúng ta cùng nghe qua câu chuyện về Darksteep này rồi. Bạn nghĩ sao về thực thể này? Tại sao nó lại tấn công người chơi? Và bằng một cách quái nào đó, nó lại xuất hiện trong thế giới chơi đơn mà người chơi không hề sử dụng mạng wifi? Đừng quên comment cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và chúc các bạn một ngày tốt lành nhất.